Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn với chương trình Những câu ngữ pháp hay sai. Đây là chương trình mà cô Trang Anh có thể khẳng định là gọi là đặc sản của cô Trang Anh, đúng không ạ? Chương trình này cô đã duy trì từ rất là nhiều tuần trước, thậm chí là từ mùa luyện thi trước rồi. Thì hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn với những câu ngữ pháp hay sai phần số 21. Nhận đợi cô một xíu để cô chỉnh cam cho nó ổn hơn. Nhận. Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đi với phần những câu ngữ pháp hay sai phần số 21. Các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Hôm nay cô Trang Anh vào muộn một xíu bởi vì cô Trang Anh có trục trặc về mạng nhá. Cô vừa mới tắt modem khởi động lại xong. Ok, cô chào các bạn ạ. Ok, em muốn vào nhóm ạ. Rồi. Ok, các bạn thân mến, các bạn kiểm tra giúp cô xem ánh sáng âm thanh ổn chưa? Các bạn thân mến, những nhóm của cô Trang Anh mà để điều kiện đầu tiên để tham gia nhóm là các bạn phải có điểm thi thử. Tức là phải có điểm đầu vào thì các bạn mới có thể được được tham gia. Vì vậy mà những bạn mà có điểm thi thử lần 6 và đủ điều kiện tham gia nhóm, ví dụ nhóm tổng ôn là từ 4 trở lên đúng không ạ? Nhóm giải đề 8 cộng là từ 6 trở lên và nhóm giải đề 9 cộng là từ 7 trở lên. Nếu như bạn đủ điều kiện đấy thì bạn có thể inbox cô để tham gia nhóm nhé. Rồi, ok, chào bạn. Hiện tại bây giờ thì bên cô đang tích cực rep các bạn và sẽ cố gắng là sẽ mà trả lời các bạn sớm nhất như có thể. Tuy nhiên thì do có rất là nhiều bạn nhắn vì vậy mà rất là mong các bạn hết sức thông cảm, ráng đợi cô nhá. Ok, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Hôm nay chúng ta sẽ đi đến với phần đó là những câu ngữ pháp hay sai phần số 21. Nhá, sẵn sàng chưa? Chưa, chúng ta sẽ đến với phần đó là những câu ngữ pháp hay sai phần số 21. Chờ hôm nay cô hy vọng rằng là mạng nhà cô sẽ ổn bởi vì là cô vừa mới phải tắt modem khởi động lại xong. Chờ mạng nó không ổn một chút nào cả. Được không ạ? Các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Dạ, nếu các bạn đã sẵn sàng cho buổi rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào học nhé. Sẵn sàng chưa? Dạ, hôm nay chúng ta sẽ đi đến phần đó là những câu ngữ pháp hay sai phần số 21. Sẵn sàng chưa? Chờ, em đang làm quyển này khó thật à? Rồi. Ok, cô bắt đầu chữa nhé. Các bạn sẵn sàng chưa? Nói chung là bây giờ cô Trang bắt đầu áp dụng kiểu đó là không thông báo trước là chúng ta học gì nhá. Để mà các bạn sẽ gọi là có cái yếu tố bất ngờ, giả sử như là cái câu này nếu đi thi lần đầu tiên thì các bạn sẽ làm như thế nào nhá, theo kiểu như vậy. Ok, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Nếu sẵn sàng rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào học ạ. Dạ, sẵn sàng chưa ạ? Rồi, ok, chào bạn Bùi Quốc Việt. Ok, cô bắt đầu chữa nhé. Với câu số 1, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu số 1 là ý gì ạ? Ok, chào bạn Khánh Hiền, cô thấy em ạ. Dạ, với câu số 1, các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, cô chào bạn Phương Chu ạ. Các bạn thân mến, với câu số 1, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Sẵn sàng chưa ạ? Nào với câu số 1, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Câu số 1, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu 1 là ý B à? Nhận. Câu số 1 thì cả bạn có biết là chúng ta sẽ phải đi đâu bây giờ không? Mình có cấu trúc như sau, đó là cấu trúc sau to be supposed to do something có bổn phận phải làm gì? Chờ bạn có biết là chúng ta phải đi đâu bây giờ không? Nhận. Đây là Junia đến kia rồi kìa, chúng ta có thể hỏi cô ấy. Vậy thì với câu này chúng ta sẽ chọn được đáp án cô ấy là gì ạ? Nếu như em chọn ý A với từ Junia comes, ở chợ nó sẽ thành là hai mệnh đề độc lập đứng với nhau. Nếu như hai mệnh đề độc lập mà đứng với nhau thì nó sẽ phải có liên từ. Vậy thì ý A của cô không đúng nhá. Rồi tiếp này cô sẽ có ý C cô với từ e coming Junia. Nhờ cô sẽ có là Junia đến kìa nhá. Vậy thì với cái câu này của chúng ta, cô sẽ không dùng là e coming Junia. Bởi vì sao? Điều kiện như nào để chúng ta mới có thể đổi được toàn bộ động từ lên trước chủ ngữ? Thì phải nhớ ngay đến, đó chính là dạng đảo ngữ. Nhớ.
Vậy nếu những ý ngay đến nó là dạng đảo ngữ thì cô sẽ có như sau: điều kiện để được đưa về đảo ngữ toàn bộ. Chợ, điều kiện để được đưa về đảo ngữ toàn bộ là nó sẽ phải bắt đầu bằng trạng từ. Chợ, nó có thể phải bắt đầu bằng trạng từ chỉ nơi chốn này, đúng không ạ? Nó có phải bắt đầu bằng dạng phân từ nhá, hoặc nó phải bắt đầu bằng dạng giới từ, rồi sau đó nó sẽ cộng với động từ cộng với chủ ngữ. Đây chính là đảo ngữ toàn bộ. Vậy thì với câu này chúng ta sẽ có như sau này. Với câu này thì cô sẽ không chạy ý C, vì C của cô nó không có điều kiện như nào để được đưa về đảo ngữ nhá. Vậy cô sẽ chỉ còn B và D. Cả B và D của cô đều bắt đầu bằng từ here nhá. Here của chúng ta sẽ chính là nó đóng vai trò là trạng từ chỉ nơi chốn. Vậy nếu trạng từ vị chỉ nơi chốn mà đóng vai trò làm chủ ngữ của câu, nó sẽ là đảo ngữ. Nó sẽ là dạng đảo ngữ gì? Đảo ngữ toàn bộ. Đảo ngữ toàn bộ là đưa toàn bộ vị ngữ lên trước chủ ngữ. Trong đảo ngữ toàn bộ thì chủ ngữ đứng ở cuối cùng, ở chợ. Và trong đảo ngữ toàn bộ thì không mượn trợ từ. Vậy thì với câu này cô sẽ hiểu rằng là nếu như động từ come của chúng ta là hiện tại chia theo chủ ngữ là junior là số ít, đúng không? Thì động từ nó phải thêm s cơ. Từ đó bằng phương pháp loại trừ, cô chọn được câu 1 của cô là ý D. Xem xong 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 chưa? Xong chưa xong chưa? Rồi. Xong câu số 1 chuyển cho cô sang câu số 2. Với câu số 2 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì ạ? Ok, xong câu số 1 chuyển cho cô sang câu số 2 ạ. Ok. Ở xong câu số 1 chuyển cho cô sang câu số 2 ạ. Với câu số 2 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì ạ? Chờ, cô sẽ có như sau. Với cái câu số 2, nhận cô sẽ ăn căn cứ cho cô này. Chờ, với câu số 2 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Câu 1 xong nhá. Các bạn chọn được câu số 2 rồi đúng không? Vậy cô sẽ chữa tiếp lại với cái câu số 2 của chúng ta. Nhận. Thì các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Nhận, với câu số 2, cô sẽ căn cứ như sau này. Với câu số 2, cô sẽ có cấu trúc đó là cấu trúc I phẩy đờ. Chợ, riêng cái anh I phẩy đờ này có thể viết tắt của gì ạ? Nó có thể viết tắt của từ I hate. Chợ, nếu đằng sau nó cộng với verb phân từ I. Chợ, hoặc nó có thể viết tắt của I would. Chợ, hoặc nó có thể viết tắt của từ I would. Đằng sau nó cộng verb nguyên dạng. Một trong hai cái này nhé. Vậy thì với câu số 2, cô sẽ căn cứ bằng từ sau, căn cứ bằng từ rather. Thì cô sẽ có cấu trúc đó là cấu trúc sau would rather. Nếu mà sau would rather của chúng ta thì phải cộng với verb nguyên dạng, đúng không ạ? Sau rather cộng với nguyên dạng muốn ai đó làm gì hơn thì cái to confide đã không đúng, ý a sai nhờ, ý a sai nhé. Rồi tiếp này cô sẽ có, vậy với câu số 2 các bạn chọn được đáp án của cô ấy là ý d à nhờ. Rồi cô thấy các bạn ấy chọn là các bạn rất là chọn rất là giỏi đúng không ạ? Các bạn ấy không chọn đáp án ý ý a, rồi chọn đáp án ý d. Thì với câu số 2 cô sẽ xử lý tiếp này. Cô có cấu trúc cả either better, nếu mà either better thì phải nhớ đến cấu trúc đó là cấu trúc have better. Chợ, mà vấn đề là sau hay better cộng với nguyên dạng nghĩa là tốt hơn hết nên làm gì. Vậy thì cô thấy IB của cô đúng về công thức này. Sau I'd rather cộng với nguyên dạng IC sai về công thức. Thì D của cô là sao? Cô sẽ có cấu trúc đó là cấu trúc rather. Rather có thể bằng với cấu trúc của từ sooner nhờ cộng với verb nguyên dạng. Vậy thì với câu này mình sẽ xem cho cô là mình sẽ chọn B hay là chọn D. Nhờ chọn B, chọn D, cô sẽ xem cho cô như sau này. Nhờ dịch là Have you told dad what's bothering you? Nhớ, dễ bạn có kể với bố rằng cái chuyện mà đang khiến cho bạn khó chịu không? Giờ chúng ta sẽ có cái câu này sorry. Câu này phải căn cứ cho cô bằng từ gì ạ? Than. Chợ, nếu căn cứ bằng than thì cô sẽ có cấu trúc như sau. Đó là cái cấu trúc sau rather. Sau rather hoặc sau sooner. Đúng không? Cộng với verb nguyên dạng. Nhớ, cộng với than. Cộng verb nguyên dạng. Muốn ai đó làm gì? Chợ, muốn làm gì hơn làm gì? Vậy thì với cái cấu trúc như vậy thì cô sẽ có như sau này. Với câu này bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ van. Thì từ đó cô sẽ không thể chọn được cấu trúc của have better nên bỏ ý B. Vậy thì câu số 2 chốt lại đáp án cuối cùng duy nhất của chúng ta thì câu 2 sẽ là ý D. Xong chưa xong chưa? Rồi xong câu số 2 chuyển cho cô sang câu số 3. Với câu số 3 cậu sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Chọn xong câu số 2 chuyển cho cô sang câu số 3. Với câu số 3 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Đúng không ạ? Rồi sau câu số 2 chuyển cho cô sang câu số 3 đi ạ. Thì với câu số 3 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ?
Ok nào, với câu số 3 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Các bạn của cô đó, với câu số 3. Với câu số 3 thì cô thấy có bạn chọn được đáp án của câu này là ý A, đúng không ạ? Các bạn khác thì sao ạ? Câu 3 có bạn chọn được đáp án cô ấy là ý A. Nhận các bạn khác thì thấy câu này như nào ạ? Ok, với xong câu số 2 chuyển qua sang câu số 3 chúng ta đi ạ. Thì với câu số 3 các bạn đã chọn được đáp án của câu này là cái gì ạ? Ok, cô sẽ có mờ lắm ạ. Rồi. Có lẽ là hôm nay do mạng nhà cô không ổn, vì từ lúc ban đầu thì nó cũng đã bị chập chờn rồi. Cố gắng nhé. Nếu mà không học được nữa thì bảo cô nhá. Cô sẽ dừng livestream lại. Còn nếu vẫn cố gắng được thì các bạn khắc phục giúp cô, được không ạ? Rồi, với câu số 3, các bạn đã chọn được đáp án của câu này là ý gì? Thì chúng ta sẽ có câu hỏi dịch là câu hỏi của chúng ta dịch là họ chắc chắn đã không thể tưởng tượng được những gì đã xảy ra. Thì với câu hỏi chúng ta sẽ có như sau này. Họ chắc chắn là không thể tưởng tượng được, đúng không ạ? Không một phút giây nào có thể tưởng tượng được cái chuyện này đã xảy ra. Thì với câu số 3 cô có nếu dùng ý B với từ never. Thì từ never của chúng ta mà đứng đầu câu nó sẽ phải đảo ngữ, đúng không? Nếu đảo ngữ thì nó phải đảo cái động từ này lên trước chủ ngữ này. Chợ vậy nếu giả sử câu này mà đúng thì phải đảo anh hết này lên trước đây, lên ý B của cô sai. Đúng không ạ? Ý B sai nhá. Rồi tiếp này với cô sẽ có như sau. Với câu này chúng ta sẽ có là đâu rồi? Nếu như vậy thì bây giờ cô sẽ thấy được A, C, D của cô. Với A, C, D của cô nó sẽ bắt đầu bằng từ gì ở đầu ạ? Là từ not hoặc là từ no ở đầu. Vậy nó sẽ chính là đảo ngữ của những từ có chứa từ no hoặc từ not là phủ định, đúng không ạ? Thì nó sẽ phải dùng ở dạng đảo ngữ. Vậy thì cô sẽ có với cái câu số 3 của chúng ta, cậu sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Giờ chúng ta sẽ có nếu như nhận bạn sẽ xem cho cô như sau này, sự khác nhau giữa anh no và anh not, hai anh này khác gì nhau? Thì cô sẽ có là sau cái anh nâu của chúng ta phải cộng với danh từ. Chợ thế còn sau anh nốt của chúng ta anh ấy cộng với tính từ. Vậy thì anh này cô này đằng sau đó one minute của chúng ta là danh từ thì không dùng từ not được. Nên là ý D của cô sai. Đấy nhá, bây giờ cô sẽ chỉ còn ý A và ý C mà thôi. Nhá. Vậy thì với câu số 3 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý A hay là ý C? Được chưa ạ? Nào bây giờ cô sẽ chỉ còn ý A hoặc ý C mà thôi. Chờ, các bạn thân mến, các bạn có xem được không ạ? Cô thấy các bạn đang kêu là mờ quá. Chờ, các bạn khác có xem được không ạ? Ừ, mờ thật nhỉ. Nhà cô cũng đang bị mờ. Ok, đợi cô một xíu để cô kiểm tra nào. Thực ra hôm nay nhà cô đã có vấn đề về mạng chập chờn từ trước rồi. Cô bật HD hết cỡ rồi đấy. Các bạn có xem được không ạ? Ok. Nào, các bạn có học được tiếp không? Để cô cho anh giảng tiếp ạ. Rồi, câu số 3 của cô bây giờ chỉ còn ý A và ý C thôi nhé. Thế với câu số 3, ý A và ý C thì cậu đã chọn được câu này chúng ta sẽ chọn ý A là ý C ạ. Nếu mà học thì cố gắng cho cô này, đúng không ạ? Không kêu ca. Còn nếu không học được chúng ta nghỉ. Bởi vì là khi các bạn kêu ca như vậy cô không tập trung vào bài được, đúng không ạ? Thống nhất như vậy để chúng ta học nhé. Nếu như mà cố gắng thì được thì các bạn có thể nhìn sách trong của các bạn giúp cô và nghe cô giảng được không? Được không ạ? Được không ạ? Rồi, chúng ta sẽ có với cái câu số 1 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Nhá, cơ sở, cô đã loại trừ rồi, bây giờ cô chỉ còn A và C thôi. Còn A và C thì bạn phải nhớ chứ cô, câu này nó có một cái cụm từ như sau. Bạn có thể tra cái cụm từ này ở trong Cambridge. Đó là cụm từ not for. Nhá, chúng ta sẽ có cụm từ đó là cụm từ not. Chờ, for nhá, đây là chữ, sorry, đây cô viết xuống dưới rồi. Chờ, cô sẽ có cụm là cụm từ not for 1 minute. Nhờ, chúng ta sẽ có cụm đó là cụm từ not for 1 minute. Nhờ, cụm từ này của chúng ta bằng từ gì? Bằng certainly, nghĩa là chắc chắn là không. Nhờ, vậy thì em có thể hiểu rằng nó tương đương như cụm từ của từ never. Nhờ, nó sẽ tương đương bằng với từ never, nghĩa là không bao giờ, đúng không? Nó sẽ bằng nghĩa với từ certainly. Chợ, bằng với từ certainly nó, chắc chắn là không. Vậy thì với cái anh này cô, nếu nó đứng ở đầu câu, nó phải đảo ngữ. Vậy thì với câu số 3, cô chọn được ý A. Ok chưa? Cô bài ý A chưa?
Xong câu số 3 chuyển khô sang câu số 4. Nói chung là bài này của mình sẽ xác định là có những câu cực khó đấy, chứ không phải dễ đâu nhá. Rồi xong câu số 3 chuyển cô sang câu số 4. Với câu số 4 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, xong câu số 3 chuyển cô sang câu số 4 đi ạ. Với câu số 4 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Câu 4 của cô thì dễ rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có như sau. Chợ với cái câu số 4, nhỡ cô sẽ có như sau. Câu 3 cô nhắc lại này. Ở trong cái lúc mà nó không ổn định về mạng, cô sẽ nhắc lại câu 3 này cho các bạn tưởng tượng một xíu cho nó dễ này, thì câu này rất là khó. Nhỡ chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ có là sau cái anh never của chúng ta thì phải cộng với đảo ngữ. Vậy ý B nó không đảo lên B sai, được chưa? Thế mà cô sẽ có cấu trúc sự khác nhau này. Đó là sau cái anh no thì cộng với danh từ. Thế còn sau cái anh not của chúng ta thì anh cộng với gì ạ? Sau anh not thì anh cộng với tính từ cơ. Vậy thì cái ý D của cô mà người ta dùng từ not cộng với one minute là không phải. Vậy cô sẽ chỉ còn A và C. A và C thì thừa nhận cho cô một cấu trúc như sau. Đó là cấu trúc not for one minute nhận bằng never, bằng certain. Bằng certain nghĩa là chắc chắn là không, không bao giờ, đúng không ạ? Không bao giờ có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra, chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy thì với cơ sở 3, nếu như cái cụm từ not for one mà đứng vai trò đứng lên đầu câu thì nó phải đảo ngữ. Do đó câu 3 cô chọn được ý A. Xong chưa, xong chưa? Chợ xong câu số 3 chị cô sang câu số 4. Chợ câu số 4 chúng ta sẽ có như sau này. Câu này căn cứ bằng hai cơ so sánh nhá. Lương đấy thì làm sao? Lương đấy thì cao hơn là chắc chắn là hai cơ phải đi về van rồi. À nhưng mà bốn đáp án đều có van. Vậy thì với câu này các bạn sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì ạ? Chợ với câu số 4 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, câu số 4 chúng ta sẽ có như sau. Chờ câu số 4 dịch là cái lương đấy đúng không? Thì cao hơn nhiều so với cái gì ạ? Cái người ta so sánh đó chính là cái lương ở đây này thì cao hơn nhiều đúng không? So sánh cái người ta so sánh chính là here ở đây và in my country ở quê tôi. Vậy gì là cái lương đấy thì cao hơn nhiều so với cái gì ạ? Lương ở quê tôi. Vậy không muốn lặp lại cái từ lương ấy một lần nữa, chúng ta sẽ thay bằng từ. Khi người ta không muốn lặp lại cái danh từ lần thứ hai, người ta sẽ thay bằng danh từ, người ta sẽ thay bằng cái từ đó là từ that hoặc là từ though. Chứ ở trong này cô sẽ có từ salaries là số nhiều thì cô sẽ phải dùng là though chứ không dùng that. Vậy thì với câu 4 cô chọn được đáp án của câu này là ý C. Xong chưa, xong chưa? Xong chưa, xong chưa? Rồi xong câu số 4 chuyện cô sang câu số 5. Câu số 5 của cô là một câu rất là quen thuộc, không hề khó. Bạn đã có thể xử lý cho cô được câu số 5 ạ. Chờ, câu số 5 nếu bạn nào giải đề nhiều thì cô nghĩ rằng là câu số 5 các bạn sẽ gặp rất là nhiều ở trong đề rồi. Nghe. Bạn nào có thể xử lý cho cô được câu số 5 ạ? Ok, bạn nào có thể xử lý cho cô được câu số 5 của chúng ta? Ok. Cô sẽ có với câu số 5 các bạn ấy chọn được đáp án là ý B. Rồi, những bạn khác thì sao? Các bạn đều chọn được câu số 5 ý B phải không ạ? Với câu số 5 của chúng ta, ok. Các bạn ấy chọn được đáp án của câu này là ý B. Rồi, cô xét nhá. Với câu số 5 chúng ta sẽ có là the well, cái giếng này, đúng không ạ? Is it? Là bị động. Nhận. Vậy thì cô sẽ có đây chính là bị động của những động từ chỉ quan điểm ý kiến. Cái giếng này được nói rằng đúng không ạ? Sau đó làm sao? Vậy tức là người ta nói rằng cái giếng này, cái giếng làm sao? Cái giếng đã được đào lên. Vậy thì cô sẽ có là chắc chắn đằng sau nó phải dùng to đã, đúng không ạ? Thì cô bỏ được ý D. Đúng không ạ? Đây chính là bị động đặc biệt này. Vậy thì với cái dạng công thức bị động đặc biệt như này, cô sẽ có là cái giếng này được nói là đã được đào lên. Vậy thì đằng sau cô sẽ cần bị động. Nếu bị động là cái giếng phải được đào chứ không tự đào. Vậy thì ý A của cô sai, đúng không ạ? Hơn nữa là có bài nữa. Bây giờ quay lại câu này cô sẽ chỉ còn B và C. Ý B của cô chính là bị động của to have cộng verb phân từ hai. Thế còn ý C của cô là bị động của to verb nhá. Vậy thì với câu này bạn lại căn cứ thêm từ ago ở cuối câu là quá khứ. Vậy thì mình sẽ xác định là vế đằng sau của mình là quá khứ. Mà vế ở chỗ này của mình này, đúng không ạ? Cái chỗ này của mình nó lại là hiện tại. Vậy nó sẽ là khác thì. Nếu khác thì chúng ta sẽ dùng đằng sau phải dùng to have cộng verb phân từ hai. Từ đó cô chọn được câu đáp của cô là ý B nhá. Nếu bạn nào nghe cô trang giảng phần này mà thấy rất là khó hiểu thì đề nghị các bạn học lại cho cô phần bị động đặc biệt nhé, đó các bạn.
Rồi, xong câu số 5 chuyển cho cô sang câu số 6. Ok chưa? Rồi, xong câu số 5 chuyển cho cô sang câu số 6 của chúng ta đi ạ. Với câu số 6 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Dạ. Xong chưa, xong chưa? Rồi. Xong câu số 5 chuyển cho cô sang câu số 6 ạ. Với câu số 6 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, xong câu số 5 chuyển qua sang câu số 6 ạ. Với câu số 6 chúng ta sẽ có như sau. Với câu số 6 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là gì ạ? Câu số 6 các bạn chọn được ý có vẻ là cái phần ngữ pháp hay sai của cô Trang Anh thì không lừa được các bạn nữa rồi, đúng không ạ? Các bạn làm rất là tốt, gần như không có nhiều bạn sai. Rồi, ok nhá. Chúng ta sẽ có với cái câu số 6 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Dạ, với câu 6 chúng ta sẽ có là không được chuẩn bị cho cái bài kiểm tra này. I feel sure, tôi cảm giác chắc chắn rằng tôi sẽ bị điểm kém. Đó là một câu rất là bình thường thôi, đúng không? Với câu số 6 thì đại đa số các bạn chọn câu này là ý A. Ok. Có cả bạn những bạn ở trong nhóm tiền giải đề của cô. Chứ là tiền giải đề chính là tiền thân của nhóm 9 cộng. Vậy mà các bạn ấy cũng đều chọn đáp án là ý A. Vậy thì câu này là câu mà các bạn bị lừa rồi. Dạ. Câu số 6 ý A chứ à. Thứ nhất nhá, cô sẽ làm phương pháp loại trừ này. Cái because của chúng ta nó phải cộng với một mệnh đề. Nếu nó cộng mệnh đề mà đây cô lại có từ unprepared của chúng ta, không phải là chủ ngữ, đúng không? Chẳng phải động từ. Vậy thì ý B của cô không đúng, ý D của cô không đúng rồi này. Tương tự như vậy, sau although của chúng ta cũng phải cộng với một mệnh đề. Vậy ý C của cô cũng không đúng. Vậy nếu cô nhầm câu này, chỉ nhầm A hoặc B mà thôi. Với câu số 6 chúng ta sẽ chọn câu này là A hay là B? Chờ em sai hết từ nãy giờ. Ok. Câu số 6 thì cô thấy bạn Bùi Quốc Việt đang yêu chọn đáp án câu đấy là ý A nhá. Đây, với câu này chúng ta sẽ có như sau. Chờ chúng ta sẽ có nào, ok, bạn nào làm được câu này ạ? Với câu số 6 của cô là câu mà có tính chất siêu lừa đấy, đúng không? Câu số 6 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, câu số 6 bạn nào xử lý cho cô được câu này và giải thích được tại sao mình lại chọn như thế không ạ? Có bạn nào hiểu được bản chất là tại sao mình chọn như thế không ạ? Dạ, với câu số 6 nhé, chúng ta sẽ có như sau này. Với câu 6 cô sẽ có từ prepare, đúng không ạ? Chúng ta có cái cấu trúc đó là cấu trúc prepare for something, chuẩn bị cho cái gì, ok, đúng không ạ? Nhưng mà cái này của chúng ta sẽ là cái anh đó là unprepare. Trở về và xem cho cô như sau này. Có rất nhiều bạn làm nhầm câu này bởi vì sao? Bạn ấy nghĩ rằng cái từ unprepared là động từ nhá. Nhưng mà em à, với từ unprepared của chúng ta nó không phải là động từ. Nếu bạn tra từ điển ra thì cái từ unprepared của chúng ta nó là tính từ cơ chứ không phải động từ nhá. Vậy nếu là tính từ thì nó sẽ phải có là ở cái vị trí này của cô không cần động từ đâu mà cần to be, đúng không ạ? Hay là cô sẽ có cả một cái cụm đó là cụm từ be unprepared. Chợ, cấu trúc đó là be unprepared for something hoặc for doing something, không chuẩn bị cho cái gì. Vậy thì với câu này của chúng ta nhá, nếu nó là tính từ thì làm sao mình dùng having được, đúng không? Thì câu 6 của cô ý A phải bỏ. Từ đó cô chọn được câu 6 của cô là ý B. Đúng không ạ? Xong chưa, xong chưa? Rồi, câu 6 của chúng ta là ý B. Bởi vì cái từ unprepared của chúng ta là tính từ chứ không phải động từ. Ok không ạ? Xong chưa, xong chưa? Được không ạ? Câu số 6 của chúng ta phải là ý B. Các bạn bị lừa câu này rồi ạ. Được không ạ? Các bạn nhất trí với phần giảng của cô chưa? Có cần cô Trang Anh nhấn mạnh giải thích lại không ạ? Ok, các bạn thân mến, các bạn có cần cô Trang Anh phải giải thích lại phần này không ạ? Chờ, nếu các bạn ok rồi, cô sẽ chuyển sang câu số 7 ạ. Các bạn ok chưa ạ? Ok, các bạn của cô ok câu này chưa, để cô sẽ giảng sang câu số 7. Còn nếu không thì cô sẽ giảng lại cho các bạn. Ok không ạ? Nhá. Ok, với câu số 7 không ạ? Rồi, xong câu số 6 chuyển cô sang câu số 7 nhá. Nếu không thắc mắc gì cô sẽ chuyển ra câu số 7 này. Với câu số 7 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Ok rồi đúng không ạ?
Các bạn bị lừa chủ yếu là bởi vì các bạn nghĩ nó là động từ thì bạn phải dùng having cộng verb phân từ hai. Nhưng mà nó là tính từ, đúng không? Nên nó dùng to be là bình thường. Xem cho xong chưa? Xong câu số 6 chuyển cô sang câu số 7. Câu này là câu mà cô chữa rồi, cô nhớ là cô chữa rồi này. Chọn với câu số 7, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Các bạn ấy chọn được đáp án của câu 7 là ý A. Chứ I don't think, tôi không nghĩ rằng nó là một cái sự thông minh, đúng không? Nó là sự thông thái để mà chúng ta cấu trúc là try to do something, cố gắng làm gì. Tôi không nghĩ rằng đó là thông minh để mà làm cho Mark có thể thay đổi quan điểm của mình nhờ về cái việc divorce, ly dị cái cô Barbara đấy. In his place, ở cái địa vị của anh ấy thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ lấy cô ta, đúng không? Tôi sẽ chẳng bao giờ lấy cô ta. Trở về đi với câu số 7, bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, bạn là xử lý cho cô được câu đấy ạ. Như câu này cô nhớ là cô chữa trong nhóm rồi sao, đúng không ạ? Cô phải rất là quen. Dạ, với câu số 7, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Dạ, với cái câu số 7 của chúng ta. Dạ, với câu số 7, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Chợ với câu số 7, ý ai, ý xe ạ? Câu số 7 cô sẽ có câu hỏi như sau nhé. Tôi không nghĩ rằng đó là sự thông thái để mà cố gắng, đúng không? Làm cho Mark thay đổi cái ý định của mình về việc ly dị Barbara. Ở vào địa vị của anh ta thì tôi cũng sẽ, đúng không? Tôi sẽ không bao giờ lấy cô ta cả. Nhưng mà cô sẽ có là ở địa vị của anh ta tôi sẽ không bao giờ lấy cô ta. Nhưng mà cái việc mà tôi sẽ không bao giờ lấy cô ta này là cái việc mà là một cái giả thuyết mà không thể có thật ở trong quá khứ. Bởi vì thực tế thì anh Mark anh đã lấy cái cô Barbara rồi. Vậy chứ không phải là hiện tại nữa, đúng không ạ? Vậy thì với câu này cô nó sẽ phải là giả thiết trái với quá khứ, nó phải dùng loại 3 cơ. Thì câu 7 cô phải là ý A. Xong chưa? Câu 7 ý A nhá. Rồi, câu đấy thì không có vấn đề gì phải bàn cãi rồi, đúng không ạ? Xong câu số 7 chuyển cho cô sang câu số 8 này. Đã, với câu số 8 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Ok. Với câu số 8 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Câu này dễ, đúng không ạ? Câu số 8 của cô thì câu này đơn giản, không có vấn đề gì khó khăn cả. Được chưa? Xong chưa? Rồi, với câu số 8 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nhanh cho cô này, câu nào dễ mình sẽ chữa nhanh, còn câu nào khó thì mình sẽ chữa chậm lại nhé. Chưa? Xong chưa? Xong chưa? Với câu số 8 chúng ta sẽ có như sau. Câu số 8 câu có ý A với cấu trúc đó là cấu trúc be in for. Chứ là cô sợ cấu trúc là be in for something, nghĩa là sắp sửa phải làm điều gì, là sắp sửa phải trải qua điều gì không tốt nhá. Vậy cô sẽ có như sau. I think, tôi nghĩ rằng cái cô Candy này sẽ giành được giải thưởng nếu như cô ta chơi tốt, đúng không? Nếu cô ta thể hiện tốt trong cuộc thi. Vậy cô sẽ có với cái cấu trúc là be in for something, nghĩa là sắp sửa phải trải qua một điều gì đó không tốt. Thì câu này cô là giành được giải thưởng là một điều tốt, nên ý A của cô không hợp lý về nghĩa. Xong chưa? Xong chưa? Rồi, tiếp này cô sẽ có như sau. Ý B của cô là sao? Ý B cô có cấu trúc như sau. Đó là cấu trúc be bound to do something. Be bound to do something. Nhớ. Cấu trúc này có nghĩa là gì đấy ạ? Nghĩa là sắp sửa sẽ làm gì? Nhớ. Bằng cấu trúc be ready to do something. Chờ, bằng cấu trúc bằng be going to do something. Sắp sửa làm gì? Chờ, thế còn ý C của cô thì sao? Chờ, ý C thì cô sẽ có cái cụm từ đó là may as well win. Nhờ, as well của chúng ta ở đây mang nghĩa là ý nên không phù hợp với nghĩa câu này. Nhờ, với cụm từ đó là cụm từ may as well mang nghĩa là gợi ý, nên ý C không phù hợp với nghĩa. Thế còn ý D của chúng ta thì sao? Chờ, ý D của chúng ta sẽ có cái cụm từ đó là cụm từ set for something, giao việc gì. Vậy thì về nghĩa thì chỉ có một ý B của cô hợp lý thôi. Nên câu số 8 cô chọn được đáp án câu này là ý B. Được, sang câu số 8 chuyển cô sang câu số 9. Trở với câu số 9 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, sang câu số 8 chuyển cô sang câu số 9 ạ. Với câu số 9 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nói chung là cái bài tập về trong cái cuốn sách 3.000 là cái bài tập mà thực sự thách thức các bạn đấy. Kể cả dễ thì nó cũng vẫn có một cái vẻ gì đấy rất là kiêu của dễ, đúng không? Chứ nó không đơn thuần như những cái câu bình thường. Được chưa? Thôi lấy chồng sướng rồi nha. Ok rồi. Với câu số 6 các bạn sẽ, với câu số 8 sao chuyển câu sang câu số 9 này. Find someone who will let you talk things through. Chờ, write it out. Talk, talk. Vậy thì với câu số 9 của cô xem nào. Bạn nào có ý tưởng làm cho cô câu số 9 ạ? Chờ, với câu số 9
Các bạn đã chọn được đáp án của câu số 9 là ý gì ạ? Chợ cô sẽ có ý A với từ except ạ, nghĩa là ngoại trừ. Chợ anh này cô là except ạ, nghĩa là ngoại trừ nhá. Except ạ, nghĩa là ngoại trừ này. Chợ ý B của chúng ta với từ foreign ạ. Chợ foreign của chúng ta có thể ghép với that, nghĩa là gì? Nếu không. Hay là anh nào có thể ghép được hết đấy ạ. Chợ ý C của cô với cụm từ for all of. Chợ chúng ta sẽ có là cái cụm từ for all of này của chúng ta không có cụm từ for all of, mà chúng ta sẽ có cụm từ là cụm từ for all that. Chợ for that bằng inspire that nhá. Không có for all of, nhưng mà có cấu trúc for all that bằng cụm từ inspire. Chợ bằng cụm từ inspire that. Mặc dù vậy nhá. Thế cô sẽ có ý D của cô với từ given. Chợ given có thể ghép với từ that. Given that nghĩa là xét về, xét vì, đúng không? Xét về, xét vì này. Vậy thì với câu này chúng ta sẽ có như sau. Find someone, hãy tìm một ai đó để mà có thể, đúng không ạ? Hãy tìm một ai, người mà sẽ cho phép bạn làm sao ạ? Sẽ cho phép bạn làm sao? Nói ra tất cả những cái thứ mà suy nghĩ. Hoặc nếu không thì hãy viết ra những cái suy nghĩ của bạn. Vậy thì với câu này của chúng ta mình nghĩ là nếu như không thì, vậy thì với câu số 9 cô chọn được ý B. Đúng không ạ? Câu 9 ý B. Sao chưa? Mà nghĩa là câu như vậy. Để chợ chúng ta sẽ có là hãy tìm một ai đó, người mà sẽ cho phép bạn nói ra tất cả những suy nghĩ của bạn, tức là người mà bạn có thể tin tưởng, đúng không ạ, để mà thổ lộ tâm tình. Hoặc là nếu như không thì hãy viết ra suy nghĩ của bạn. Vậy thì với câu đấy mang nghĩa như vậy thì cô sẽ chọn được câu chính của chúng ta phải là ý B. Ok chưa? Rồi, sang câu số 9 chuyển cho cô sang câu số 10. Chợ với câu số 10 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là gì ạ? Cô nhớ là câu 10 cô đã từng chữa rồi. Nhá. Thì với cơ số 10 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, chuyển được cô sang với câu số 10 của chúng ta đi ạ. Với câu số 10 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nhá. Với cái câu số 10 chúng ta sẽ có là for the first few months, the babies look so alike, I couldn't tell. Yeah, for the first, trong một vài few months, đúng không? Trong một vài tháng đầu tiên, the babies, những em bé đó trông rất là alike, rất là giống nhau, đúng không? Rồi vì vậy mà tôi không thể phân biệt được ai với ai. Từ tell chúng ta trong cấu trúc đó là tell somebody apart, phân biệt ai nhá. Vậy với câu số 10 của chúng ta, phân biệt ai với ai, câu này là một cụm rồi, đúng không? Sao chưa xong chưa ạ? Câu số 10 ý gì ạ? Nếu mà không dịch được thì làm như nào ạ? À? Nói chung là chỉ có ngữ pháp cơ bản là chúng ta sẽ áp dụng bằng kiểu là bằng quy tắc và không dịch thôi em. Thế còn nếu như cái phần mà ngữ pháp kiểu như này thì cô nghĩ rằng là phải có dịch thì các bạn mới làm được đấy. Vì nó là ở cái phần mức độ nâng cao rồi. Nhờ. Với câu số 10 các bạn sẽ chọn được đáp án câu là ý gì ạ? Okay. Nhờ, với câu số 10. Ok, với câu số 10 các bạn sẽ chọn được đáp án của cô là ý gì ạ? Ok, nào với câu số 10 các bạn sẽ chọn được đáp án của cô là ý gì ạ? Ok, với câu số 10 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Với câu số 10 chúng ta sẽ có này, trong bốn cái cụm từ này, nhựa chúng ta sẽ có cụm như sau. Đó là cụm từ which is which. Nhựa với cụm từ which is which của chúng ta là một cụm từ, một cụm thành ngữ rồi đúng không ạ? Có nghĩa là phân biệt ai với ai, thấy được sự khác biệt giữa cái gì hoặc giữa vật gì. Vậy thì câu 10 cô chọn được ý B. Đúng không ạ? Câu 10 là ý B nhá. Xong chưa ạ? Rồi, xong câu số 10 chuyển cho cô sang câu 11. Câu 1 của cô cũng không phải là một câu mới. Ok, bạn đã có thể xử lý cho cô được câu 11 ạ. Chợ với câu số 11, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, bạn đã xử lý cho cô được với câu 11 của chúng ta. Với câu số 11 của cô thì cô sẽ có như sau này. Câu này là câu mà gọi là siêu lừa đây, đúng không ạ? Bạn đã có thể xử lý cho cô được câu 11 ạ. Nhận, nếu chung là những bạn nào mà làm câu 11 lần đầu tiên thì cô nghĩ rằng là các bạn sẽ bị lừa. Nhờ, cô nghĩ là vậy. Ok, với câu số 11, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu 11 là ý gì ạ? Ok. Với câu số 11, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? 11, cô thấy bạn Nguyễn Mỹ Duyên chọn đáp án câu này là ý D. Nhá.
Cái câu số 11 cô thấy là các bạn chọn rất là nhiều những cái đáp án, mà bắt đầu có những cái gọi là nhiều phương án khác nhau để đưa ra rồi. Trở với câu số 11, cô thấy bạn đầu tiên chọn được đáp án của câu đấy là ý D. Xong chưa? Với câu số 11, đúng không ạ? Bạn nào làm cho cô được ạ? Nhờ, câu 11 các bạn đều chọn đáp án của cô là ý D à? Cô thấy bạn Anh Thơ chọn đáp án câu 11 là ý C. Ok, bạn nào khác nữa ạ? Ok. Với câu số 11, các bạn ấy chọn nhớ này, mình chọn đáp án gì nhưng phải hiểu được tại sao mình chọn được như thế cơ. Nhá. Chọn đáp án gì phải hiểu được tại sao mình chọn như thế cơ thì mới là ổn, đúng không ạ? Với câu 11 cô sẽ có như sau này. Cô sẽ loại ý D đầu tiên, bởi vì sao? Khi chúng ta dùng cái từ đó là từ once như này thì ở đằng sau nó sẽ phải cộng với chủ ngữ cộng với verb nhá. Nhá. Nhưng mà cái động từ xịn của chúng ta này, bình thường nó là danh từ, đúng không ạ? Nó là danh từ. Danh từ nó nghĩa là gì? Nó là chỗ ngồi nhá. Vậy nếu như đổi nó thành động từ thì nó sẽ không phải mang nghĩa là ngồi đâu em. Vì nếu mang nghĩa là ngồi thì nó đã phải là động từ, nó là từ xịt như này cơ, đúng không ạ? Vậy động từ nó có nghĩa là gì? Nó là arrange for somebody to have a particular seat. Nghĩa là sao đây ạ? Arrange for somebody to have a particular seat. Nghĩa là gì? Sắp xếp cho ai đó có một chỗ ngồi. Vậy thì cái động từ xịt này của chúng ta không phải là ngồi mà là sắp xếp chỗ ngồi cho ai đó. Vậy thì câu này mang nghĩa là khi mà chúng tôi phải được sắp xếp chỗ ngồi cơ thì cuộc họp bắt đầu. Vậy thì chúng tôi không tự sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi. Thì còn bởi vì là nếu như mang nghĩa là sắp xếp chỗ ngồi cho ai đó thì nó là ngoại động từ. Vậy nên ngoại động từ nó phải có tân ngữ ở đây nó mới đúng này, đúng không ạ? Vậy thì cái ý B của cô nếu muốn đúng được thì em phải cho cô tân ngữ vào đây này, hoặc không em phải dùng cho cô là been ở giữa nhá. Nên là ý D của cô sai, bỏ ý D đầu tiên, được không ạ? Bỏ ý D đầu tiên chưa? Rồi. Câu số 11 thì cô thấy các bạn bảo là ER for sure. Ok, cô tiếp nhá. Xong chưa, xong chưa? Ý D của cô bỏ đầu tiên này. Xong chưa? Tiếp này, xong câu đấy của cô chưa? Hình như bây giờ. Chưa? Được chưa, được chưa? Rồi, tiếp này. Bây giờ cô sẽ bỏ ý D nhá. Bây giờ cô sẽ có thử IA cho cô xem nào. IA cô có quy tắc là so after. So after này, động từ began của cô là quá khứ, đúng không ạ? Thì so after của cô, cái mệnh đề after này phải chia ở quá khứ hoàn thành. Thì câu 11 IA của cô sai rồi. Nó phải là động từ had thì mới đúng. Lên IA sai. Nhớ, được chưa, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ có ý A sai, ý D sai rồi. Bây giờ cô chỉ còn B và C thôi. Chứ B và C thì vậy cô sẽ có câu hỏi như sau. Nếu như dùng là our having seat thì cô sẽ có là cái our having seat phải hiểu là chức năng của nó là cái gì. Đằng sau cô sẽ có the meeting began của cô là mệnh đề rồi đúng không ạ? Vậy cái our của cô nó sẽ đóng vai trò là một cụm danh từ. Thì không có cái cụm danh từ này được cấu tạo bởi kiểu là our xong lại having xong lại verb phần thứ hai như này cả. Ý C sai tiếp, đúng không ạ? Vậy thì với câu 11 của chúng ta, ý C sai vì nó chẳng thuộc cái cụm gì cả. Vậy thì bằng cái phương pháp loại từ trừ như của cô Trang Anh như vậy thì các bạn sẽ suy ra được câu này của cô phải là ý B nhá. Câu 11 của chúng ta là ý B. Chứ câu 11 ý B của chúng ta tại sao lại dùng như này? Tất cả chúng tôi khi đã ngồi vào chỗ ngồi rồi thì cuộc họp bắt đầu. Tại sao người ta lại dùng all of us having taken the seat? Thì cô sẽ có all of us đóng vai trò là chủ ngữ. Chứ having taken của chúng ta đây chính là dạng verb ing này, đúng không ạ? Như sao ạ? Đây sẽ suy ra nó chính là mệnh đề tuyệt đối nhá, mệnh đề tuyệt đối. Học cái này chưa? Đã bạn nào nghe đến cái tên mệnh đề tuyệt đối này chưa? Có rất nhiều bạn hỏi cô là mệnh đề tuyệt đối áp dụng trong trường hợp như nào? Thì nhớ cho cô là mệnh đề tuyệt đối được áp dụng trong những cái trường hợp đó là hai mệnh đề độc lập ghép với nhau mà không có từ nối, đúng không ạ? Thì nó sẽ dùng mệnh đề tuyệt đối. Mệnh đề tuyệt đối ở dạng chủ động nó sẽ là chủ ngữ. Nhờ mệnh đề tuyệt đối này ở dạng chủ động nó sẽ có công thức là chủ ngữ cộng với verb ing đằng sau chủ ngữ verb. Chưa? Còn ở dạng bị động nó sẽ là chủ ngữ cộng với being cộng verb phân từ hai cộng chủ ngữ verb. Đúng không ạ? Vậy thì câu 1 của cô chọn được đáp án của cô này là ý B. Xong chưa, xong chưa? Xong câu số 11 chuyển cho cô sang câu số 12 của chúng ta. Chưa? Cô giải thích câu 11 ok chưa? Xong chưa, xong chưa? Nào các bạn thân mến, bạn ok với câu 11 chưa để cô chuyển ra câu 12 này? Đúng không ạ? Ok chưa ạ? Nhớ, cái đấy là mệnh đề tuyệt đối nhớ, nhớ là cái mệnh đề tuyệt đối đấy nó ở trong cái phần các loại mệnh đề á. Các loại mệnh đề đều em có thể tham khảo trong cái cuốn tổng ngôn ngữ pháp có. Chợ khó thật sự à? Làm gì mà khó. Xong chưa? Lừa vỡ mặt à? Xong chưa? Rồi. Xong một chuyện cô sẽ câu 12. Câu 12 chẳng lừa tí nào cả. Ok. Câu số 12 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Ý gì ạ? Chờ. Câu 12.
Bạn đã chọn đáp án câu đấy gì? Cái phần mệnh đề tuyệt đối này, cô Trang Anh đã từng dạy ở ngay đầu năm học này rồi, thậm chí còn dạy mấy buổi về mệnh đề. Cô nhớ là cô đã từng dạy mệnh đề nhiều đến mức mà các bạn bảo đổi phần khác đi, chán quá rồi. Vì vậy nếu những bạn nào mà chưa hiểu về các loại mệnh đề này, em có thể qua YouTube của cô vào trong cái mục danh sách phát ấy, vào cái mục là sách tổng ôn ngữ pháp ấy, ở trong phần đó này cô để toàn bộ bài mệnh đề ở trong đấy nhá. Số 11 chuyển con sang câu 12. Chờ cô nhắc lại câu 11 được không ạ? Nhá. Với câu số 12, chợ có đúng không? Có cái dạng là tính từ sở hữu cộng với verb in, nhưng không có tính từ sở hữu cộng having cộng với phân thứ hai như này em nhé. Nhận lên ý C của cô sai này. Ý là cô sau after cộng với, nếu vế này cô chia quá khứ thành đúng không ạ, thì vế này, nếu vế này của cô chia quá khứ đơn thì cái vế after này phải chia quá khứ thành đúng không ạ, nếu vế này chia hiện tại đơn thì vế của after chia hiện tại hoàn thành, nên ý A sai vì sự phối thì. Chợ ý D của cô hỏi sao, cái động từ sit sai vì động từ sit của chúng ta không có nghĩa là ngồi, vì nếu ngồi thì chúng ta phải dùng cái động từ đó, động từ set như này cơ đúng không ạ, set như này cơ. Thế còn động từ sit của chúng ta là arrange somebody to have a particular, nghĩa là sắp xếp chỗ ngồi cho ai cơ chứ. Như vậy nếu mà sắp xếp chỗ ngồi cho ai nó phải là cần, nó phải là ngoại động từ, nó phải cần tân ngữ chứ nó không đứng cụt ngổn như này. Để chờ, đây là ý D của cô sai. Từ đó bạn chọn được ý B với phương pháp đó là loại trừ ra được. Ý B của cô có tên gọi đó là mệnh đề tuyệt đối. Mệnh đề tuyệt đối được áp dụng khi hai mệnh đề độc lập ghép với nhau mà không có từ, không có liên từ nối, chúng ta dùng mệnh đề tuyệt đối. Mệnh đề tuyệt đối có dạng đó là chủ ngữ cộng verb in ở vế đằng trước, vế đằng sau chủ ngữ verb. Ok chưa? Xong câu số 11 chuyển câu sang câu 12. Với câu 12 của cô là hình thái của câu hỏi đuôi. Với cái câu hỏi đuôi này thì các bạn sẽ xử lý được câu ấy như nào ạ? Chợ, với câu số 12 của cô là câu hỏi đuôi. Thì với cái câu hỏi đuôi này các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này như nào ạ? Dạ, với cái câu số nhận dạ, với câu số 12 của chúng ta là câu hỏi đuôi này. Với câu số hỏi đuôi, câu hỏi đuôi cô sẽ có là cái anh must này của chúng ta nó có rất là nhiều loại. Chợ, câu số 12 cô thấy đa phần các bạn đều chọn được. Đáp án của câu số 12 là ý B. Chợ, không lừa thì C à? 12 không lừa thì C à? Thật à? Ok. Câu số 12 các bạn ấy trả lời với cô rằng là 12 nếu như không lừa thì là C. Hình như cô vừa nhìn thấy cô bạn ở trong team 8 cộng à, trong team 9 à, team team tiền giải đề của cô cũng chọn câu này là ý C rồi, đúng không? Câu số 12 phải nhìn thật kỹ câu này nhớ. Mặc dù nó không khó. Nhớ với câu số 12, cô sẽ có câu này như sau. Nhớ. Chợ câu số 12 cô sẽ có là cái anh must của chúng ta này. Với cái dạng hỏi đuôi của must có rất là nhiều loại. Nhớ, với cái dạng hỏi đuôi của must này, đúng không ạ? Thì cô sẽ có là sau must cộng với have cộng với verb phân từ hai như này. Thì em sẽ hỏi đuôi theo have. Chờ em sẽ hỏi đuôi theo have. Chờ vậy thì cô sẽ có như sau này. Vậy thì bây giờ câu chủ ngữ của em là they. They thì em sẽ dùng động từ là have. Và hỏi đuôi của cô nó phải là haven't they nhá. Vẫn câu này mà cô đổi chủ ngữ là they thành chủ ngữ là she nhá. Thì cô sẽ có là vẫn câu này nhá, nghi y hệt câu này. Nếu như cô đổi chủ ngữ they thành chủ ngữ là she thì ở đây của em lại không dùng là haven't they mà em sẽ phải dùng là hasn't. Chợ dùng là hasn't. Chợ xong đến gì ạ? She. Hiểu không ạ? Thì với câu số 12 của chúng ta là ý B. Cơ. Ok chưa ạ? Ở xong câu số 12 chuyển cho cô sang câu số 13 của chúng ta. Được không ạ? Brace verb cô cũng ôn nhiều rồi Thu Hường. Xong câu 12 chuyển cho cô sang câu 13 đi ạ. Với câu số 13 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Với câu số 12 xong chuyển cho cô sang câu 13. Với câu số 13 các bạn của cô sẽ chọn được đó là ý gì? Hôm nay cô giảng hơi chậm phải không ạ? Nên là chúng ta bình thường chúng ta phải chữa được khoảng 20 câu, hôm nay chúng ta không chữa đến 20 câu. Giờ câu số 13 cô sẽ có nào, với câu 13 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? Chợ, với câu số 13 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Giờ cô giải thích lại đi á. Cô nghĩ rằng cái phần này các bạn học rồi mà, đúng không ạ? Cái phần này nó không phải là cái phần khó. Chứ là có cần cô cho anh phải giải thích lại không ạ? Chứ là cái phần này của chúng ta không phải là một phần khó ạ. Cái phần các trường hợp của hỏi đuôi của must có cần phải nhắc lại không ạ? Chợ 13, rồi xong chưa, xong chưa? Có cần phải nhắc lại cái trường hợp đấy không ạ? Rồi cô sẽ có này, với cái câu số 13 của chúng ta, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu 13 là ý gì ạ?
Với câu số 13, cô sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có ý a với từ nhựa, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ có ý a với cụm từ on the ground. Chờ, cụm từ này của cô có nghĩa là gì đấy ạ? Cụm từ này cô bằng because nhựa. Dạ, bằng because nghĩa là bởi vì nhé. Thì cô sẽ có từ sau provided that. Chờ, cái này cô sẽ bằng as long as nhựa hoặc là so long as với điều kiện là. Chờ, cái này cô là với điều kiện là nhựa. Nhưng mà ý đề cô với từ supposing that. Supposing be with that. Giả sử là. Chờ, giả sử là. Thế còn từ in case. Chờ, in case của chúng ta nghĩa là phóng khi không đi với that rồi. Ý C sai. Chờ, ý C sai. Vậy cô sẽ có. Với câu số 13, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Cái phần mà cái câu hỏi đuôi với must đấy nó ở trong các trường hợp hỏi đuôi của các trường hợp của hỏi đuôi thì bạn có thể học lại cái phần lý thuyết phần đó trong sách tổng ôn nhé. Ừ, nhá. Thì với câu số 13 chúng ta sẽ có câu này một câu rất là quen thuộc đúng không ạ? Ngài bộ trưởng có approve. Approve của chúng ta nghĩa là gì? Ngài bộ trưởng có tán thành cái dự án nhà ở đấy không? Thực sự là không đúng không ạ? He turned down. Chúng ta có cấu trúc là turn somebody down, từ chối ai đó. Chứ anh ta từ chối với lý do rằng đúng không ạ? Chi phí nó quá cao. Vậy thì với câu số 13 cô chọn được đáp án của câu 13 là ý A. Xong chưa? Xong chưa? Rồi, xong câu số 13 chị cô sang câu số 14. Với câu số 14 câu này là cô mà cô đã từng tổ chức cho thi thử rồi này. Với câu số 14 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, xong câu 13 chuyển qua sang câu 14 ạ. Với câu số 14 các bạn đã chọn được đáp án của câu này là gì? Vậy hôm nay cô chữa câu 15 nhé. Đúng không ạ? Với câu số 14 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, bạn nào xử lý cho cô được câu số 15 một câu 15 của chúng ta lại. Câu 14, sorry, bạn nào xử lý cho cô câu 14 ạ. Nếu bạn nào ở trong nhóm của tiền giải đề hoặc của nhóm tổng ôn 3 thì các bạn đã được học cái câu 14 rồi đúng không ạ? Nào, với câu số 14 Phương Chu chọn cho cô đáp án xem là câu 14 mình chọn đáp án là ý gì ạ? Dạ, câu 14 các bạn ấy chọn được đáp án câu này là ý D. Dạ, câu 14 các bạn chọn đáp án của câu này là ý D. Rồi. Tiếp theo ạ. Dạ, câu số 14 cô thấy có bạn chọn đáp án của câu này là ý A. Có bạn chọn đáp án câu này là ý B. Ok, có ai chọn C nữa không cho đủ bộ? Về riêng cái câu 14 thì các bạn đã chọn 3 đáp án rồi. Đúng không ạ? Có 4 đáp án thì các bạn đang chọn 3 đáp án rồi. Với câu số 14 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Câu số 14 cô thấy các bạn chọn A này. Cô thấy các bạn chọn B này. Cô thấy các bạn chọn D này. Nhờ, có ai chọn C không ạ? Nhờ, đâu rồi. Với câu số 14 cô sẽ có như sau nhé. Thứ nhất cô sẽ phân tích từng đáp án một này. Ý B nó là hiện tại hoàn thành đúng không ạ? Nếu hiện tại hoàn thành thì cái anh nhật của chúng ta nghĩa là vẫn chưa này. Anh phải trèo xuống đứng cuối câu thì nó đúng về mặt mặt ngữ pháp. Trong cái thì hiện tại hoàn thành đây là một trạng từ này, một dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành. Thì trạng từ nó phải đứng ở cuối cơ chứ không đứng ở giữa động từ như này. Ý B sai. Được không ạ? Rồi cô sẽ có như sau này. Cái cuộc thi vẽ đó took place. Nhớ cô sẽ có từ took place nghĩa diễn ra ngày hôm qua. Nhưng mà cái người chiến thắng của cuộc thi thì vẫn chưa được công bố. Vậy thì cô sẽ có là cái người thi đấy thì phải đợi người ta công bố chứ không phải tự họ đi công bố là họ chiến thắng được. Vậy cô cần đáp án bị động. Nếu cô cần đáp án bị động, ý D của cô sai vì nó không bị động. Được không ạ? Vậy bây giờ cô sẽ chỉ còn A và ý C mà thôi. Trở về ý A với C thì cô sẽ có là khi mà mình loại trừ chỉ còn A và C thì cô sẽ có ý A nó sẽ thuộc về một công thức như sau. Đó là công thức be yet to be done. Trở be yet to do something. Vẫn chưa làm gì nhá. Cấu trúc này cô nghĩa là gì? Vẫn chưa làm gì. Được không ạ? Be to do something. Cô sẽ có chút là be to do something. Vẫn chưa làm gì. Vậy thì với câu dưới 4 cô chọn được đáp án của câu này là ý A. Xong chưa? Xong chưa? Được chưa? Announce của chúng ta nghĩa là công bố. Được không ạ? Vẫn chưa được công bố. Xong chưa? Nên 14 của cô phải là ý A. Số 14 chuyển cô sang câu số 15. Câu 15 cũng là câu mà cô nhớ là cô đã chữa rồi. Với câu số 15 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Yeah, xong câu số 14 chuyện cô sẽ câu 15 ạ. Đúng một câu 15 là chúng ta xong. Học đúng một tiếng thôi. Học nhiều quá mỏi. Rồi với câu số 15 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok chưa?
Rồi, với câu số 15 của chúng ta, bạn nào chọn cho cô được đáp án của câu 15 ạ? Ok. Nào, bạn nào làm cho cô được câu 15 ạ? Câu số 15, các bạn đã chọn đáp án của câu này, ý C. Rồi. Câu 15, nhìn cẩn thận không, câu này lại bị lừa này, đúng không ạ? Câu số 15 có bạn chọn đáp án là ý C. Chơi hết câu 16 đi à. Câu số 16 dễ mà, đúng không ạ? Nếu mà chữa hết câu 16 thì chữa hết đề luôn. Mà chữa hết đề nó phải tầm 10, 10, 10 rưỡi cơ, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ có với câu số 16 của chúng ta nào. Ở chợ tôi chữa hết câu 15 thôi sang trang để cho đẹp, lần sau có chữa theo trang sang bên kia. Chợ câu số 15, cô thấy bạn chọn đáp án câu này là ý A. Câu bạn chọn đáp án câu này là ý C. Bùi Quốc Việt chọn câu này là ý B. Ok. Rồi với câu số 15, bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Cô thấy các bạn ra rất là nhiều đáp án. Nói chung là nếu mà khi mà thấy các bạn ra rất nhiều đáp án thì chứng tỏ là câu này các bạn mắc rồi, đúng không ạ? Nhận với câu số 15 chúng ta sẽ có câu hỏi như sau. Nhận với câu số 15 bạn chọn đáp án câu này là ý gì ạ? Câu số 15 chúng ta sẽ có như sau. I could tell from. Chúng ta sẽ có cấu trúc. Đó là cấu trúc tell from something. Chợ nhận ra được cái gì từ nhá. Vậy tôi có thể nhận ra được từ cái vẻ mặt sợ hãi của cô ấy rằng có một chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Vậy thì với câu số 15 này, bạn hiểu như thế nào là tính từ đuôi ing? Chợ và bạn hiểu như thế nào là tính từ đuôi ed, đúng không? Bạn đã được nhớ thêm một cách rất là máy móc rằng là tính từ đuôi ing cho vật và tính từ đuôi ed cho người nhá. Nhưng mà cô sẽ có như sau, đúng bản chất của nó sẽ phải là tính từ đuôi ing là tính từ chỉ bản chất của sự vật sự việc. Thế còn tính từ của đuôi ed là tính từ bị động. Được chưa? Bây giờ cô sẽ có như sau này. Tôi có thể nhận ra được cái vẻ mặt sợ hãi của cô ta. Thì cái vẻ mặt của cô ta này không phải là cô ta sinh ra đã có vẻ mặt sợ hãi. Được chưa? Mà là vì một cái gì đó tác động khiến cho vẻ mặt của cô ta sợ hãi. Vậy thì cô sẽ không thể dùng tính từ đuôi ing ở đây được. Cô không thể dùng tính từ đuôi ing ở đây được. Vì sao này? Vì nếu dùng tính từ đuôi ing thì suy ra là sinh ra là cha sinh mẹ đẻ cô ta đã có cái vẻ mặt sợ hãi rồi, là không phải. Vậy thì cô phải bỏ B và bỏ D đầu tiên. Được chưa? Bỏ B và bỏ D đầu tiên nhá. Vậy thì bây giờ cô sẽ chỉ còn A và C thôi. Chứ A, C là tôi có thể nhận ra được từ cái vẻ mặt sợ hãi của cô ấy có một chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Vậy thì cô sẽ có là không phải lúc nào cái anh cụt cũng là quá khứ của Ken đâu em. Nếu em học động từ quý thiếu thì em sẽ thấy rằng là đúng là cụt là quá khứ của Ken. Nhưng mà người ta còn có một cách dùng khác. Đó là người ta dùng từ cụt với sắc thái có thể có khả năng ấy thấp hơn so với Ken. Vậy thì ở đây cô sẽ suy ra được nó ở cái cách dùng thứ hai đấy. Thì cái động từ sau cô chia quá khứ đơn là hợp lý rồi. Nên là câu số 15 cô chọn được đáp án của câu này là ý A. Được không ạ? Câu số 15 của cô, đáp án của câu này là ý A. Ok chưa ạ? Xong chưa, xong chưa? Rồi, ok các bạn thân mến. Vậy là, thực ra là chúng nếu như mà để phân tích sâu ra, đúng không ạ? Thì, nếu mà để phân tích sâu ra thì một cái buổi học chúng ta chữa rất được rất là ít câu. Nhưng mà nếu mà cần cô chữa nhanh hơn thì các bạn có thể vào trong, vào tra tất cả những cái phần lấy ID này, đúng không ạ? Tra tất cả những câu này trên hệ thống của Moon là các bạn có thể có được đáp án rồi. Đúng không ạ? Ok. Vậy là chúng ta chữa xong một cái buổi học được có 15 câu thôi. Buổi sau mục tiêu của chúng ta sẽ cao hơn nhá, sẽ cao hơn. Rồi ok các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa xong với chương trình những câu ngữ pháp hay sai phần số 21. Nhờ, tuần sau chúng ta sẽ chữa tiếp bài này. Tối ngày mai chúng ta sẽ chữa đề số 6 trong sách bộ đề. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tối mai nhé.